Quy y Tam Bảo. Câu hỏi của Thiện Đức. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Đường về xứ Phật. Tập 9. Tác giả: Trưởng lão Thích Thông Lạc. Quy y Tam Bảo. Câu hỏi của Thiện Đức. Hỏi: Kính thưa thầy, đối với người chưa từng biết Phật pháp là gì, nhưng đời sống của họ rất thiện, vậy họ có cần phải quy y Tam Bảo gieo duyên chủng tử Phật pháp hay không thưa thầy? Đáp: Tuy rằng sống trong thiện pháp, nhưng đó là những thói quen thiện pháp theo truyền thống hay gen thiện của ông bà cha mẹ. Những truyền thống và những gen thiện pháp ấy chưa đủ để hiểu biết về thiện pháp nhân bản, nhân quả của đạo đức làm người. Vì thế, dù có sống trong thiện pháp của truyền thống ông cha, nhưng chưa trọn vẹn, nên vô tình chúng ta vẫn còn làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Cho nên chúng ta phải quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo có nghĩa là nương tựa và học hỏi những thiện pháp mà chúng ta chưa hiểu biết. Những thiện pháp của Tam Bảo là đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Thứ nhất là học hỏi về Phật Bảo. Học hỏi về Phật Bảo là học đạo đức làm Phật, đạo đức không tham, sân, si. Thứ hai là học hỏi về Pháp Bảo. Học hỏi về Pháp Bảo là học đạo đức ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Thứ ba là học hỏi về giới luật của một vị tăng, Tăng Bảo. Học hỏi về giới luật của một vị tăng là đạo đức làm thánh vô lậu. Vậy đạo đức làm thánh vô lậu như thế nào? Đạo đức làm thánh vô lậu là những hành động sống hàng ngày của một vị tăng. Vậy các con muốn hiểu rõ nghĩa này thì phải hiểu nghĩa của các cụm từ như vô lậu, tăng. Vậy vô lậu và tăng nghĩa là gì? Vô lậu nghĩa là không còn tham sân si, không còn phiền não, tức giận, không còn tham danh, chức tước, quyền cao, không còn đắm lợi chùa to, Phật lớn, tiền bạc nhiều, vân vân. Tăng là một người tu sĩ cạo bỏ râu tóc, mặc y áo thô xấu, sống chỉ có một bộ đồ, y thượng, y trung và y hạ. Một chiếc bát bằng đất nung để xin cơm, ăn uống cũng trong chiếc bát ấy. Sống không gia đình, không nhà cửa, lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu. Đó là hạnh tri túc thiểu dục, không có chùa to, Phật lớn. Tăng là một người tu sĩ sống đúng 10 thánh hạnh. 1. Thánh đức hiếu sinh, sống thương yêu chúng sanh như con, không làm chúng đau khổ, không giết hại chúng, không ăn thịt chúng, luôn luôn an ủi, xoa dịu những vết thương đau của chúng. 2. Thánh đức buông xả, sống không lấy của người khi họ chưa cho, tức là không tham lam, trộm cắp, cướp giật, móc túi lấy của người khác. 3. Thánh đức thanh tịnh, sống không dâm dục, xa lìa dâm dục, từ bỏ dâm dục, đoạn diệt dâm dục. Vì dâm dục là con đường sanh tử luân hồi, đầy dẫy mọi sự đau khổ. 4. Thánh đức chân thật, sống không nói dối, xa lìa nói dối, từ bỏ nói dối, đoạn diệt nói dối. Vì người nói dối, không có việc ác nào mà họ không làm. Người nói dối sẽ làm mất lòng tin đối với mọi người khác. 5. Thánh đức minh mẫn, sống không uống rượu, dù bất cứ loại rượu nào cũng không uống. Vì uống rượu, đầu óc u tối, không sáng suốt minh mẫn, không biết xấu hổ, nằm đường, ngủ bụi, không biết vệ sinh dơ sạch. Người uống rượu càng lúc càng ngu si, cơ thể thường sinh bệnh tật. Lời nói của người uống rượu không có giá trị,
ít ai tin cậy. 6. Thánh đức tự nhiên, sống không trang điểm, làm đẹp, làm sang, không đeo vòng vàng, chuỗi ngọc, tràng hoa, không thoa dầu thơm, vân vân. 7. Thánh đức trầm lặng, độc cư, không tụng niệm cúng tế, không ca hát, không nghe ca hát, không hội họp nói chuyện, sống độc cư, độc bộ, độc hành. 8. Thánh đức thanh bần, lấy gốc cây làm giường nằm, từ bỏ nằm giường cao rộng lớn, lấy chòi tranh vách lá làm nhà ở, từ bỏ ở chùa to, Phật lớn, vân vân. 9. Thánh đức ly dục, sống từ bỏ ăn uống phi thời, không ăn uống phi thời là ly dục ăn. Ly dục ăn mà không khắc phục được thì không xứng đáng là một vị thánh tăng trong đạo Phật. Một vị thánh tăng còn ăn phi thời, ngày 2-3 bữa là chưa ly dục ăn. Chưa ly dục ăn là chưa phải một vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật. Xin quý Phật tử hãy cảnh giác, họ chỉ là ma ba tuần trong Phật giáo, họ là những người diệt Phật giáo. 10. Thánh đức ly tham, sống từ bỏ cất giữ tiền bạc, xa lìa cất giữ tiền bạc. Còn cất giữ tiền bạc không phải là một vị thánh tăng, vì tiền bạc sẽ sai khiến con người. Một vị thánh tăng không còn nô lệ cho tiền bạc của cải tài sản, sống thiểu dục tri túc, ba y một bát, ngày đi xin ăn, tối ngồi thiền tả tâm. Trên đây là những thánh hạnh tiêu chuẩn của một vị thánh tăng. Khi các con muốn quy y Tăng Bảo thì hãy chọn những vị nào sống đúng 10 thánh hạnh này thì mới xứng đáng là thầy của các con. Còn nếu vị thầy nào sống không đúng 10 tiêu chuẩn này thì các con đừng chọn họ quy y Tam Bảo. Họ không xứng đáng làm thầy của các con đâu. Nếu không quy y Tam Bảo thì không bao giờ thông hiểu và biết cách tu sửa những lỗi lầm, sống không đúng đạo đức, nhân bản, nhân